Này 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 này. Bố mày mà sợ chúng mày đấy à? Bố mày lại sợ tao đấy. Nói chuyện tình ta linh tinh quá anh em ạ. Hôm nay thứ mấy ơi? Hình như là chắc chắn là thứ 6 rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn nha. Và nếu như các bạn thấy video của Kẹo Hai, đừng quên là nhấn nút like và chia sẻ cho video nhé. Buya. Yeah. Người đầu tiên giành 20 kill trong trận đấu này. 24 tháng 10 này đăng nhập Free Fire, nhận được súng nâng cấp UMP Buya. Lần đầu tiên xuất hiện trong Free Fire, có thể nâng cấp tới 4 cấp độ. Huy hiệu lửa thiêng dùng để nâng cấp súng cũng sẽ được nhận free trong ngày 24 tháng 10 này, cùng vô vàn các phần quà hấp dẫn khác. Đăng nhập 24 tháng 10 nhận tất cả miễn phí. Hello, xin chào tất cả những người anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Yeah, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chế độ phi đao nhé. Yeah. Phải nói là lâu lắm rồi thì Kẹo mới quay trở lại chế độ phi đao. Và ngày hôm nay anh em đã sẵn sàng chưa? Nếu như anh em đã sẵn sàng thì giơ cánh tay lên nào. Yeah, 3, 2, 1, yes, let's go. Ten. Vâng, với một trận đấu phi đao thì chúng ta sẽ có cơ hội tham gia của 10 người. Ui, vậy, mày đấy. Vô tay. Được VL. Nào. Và nếu như các bạn thấy kênh của mình hay, đừng quên đấy là hãy nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho anh xe ôm nhá. Thank you so much. Ui, cáu cái gì. Này nhá. Bố mày nhờn với chúng mày đấy à? Hỏng rồi. Tích cực quay tay thì vận may sẽ đến. Thảo cam. Này. Áo cam. Cái bíp gì thế này? Tao muốn ném toàn mèo trúng rồi. Áo cam này. Ui, không được rồi. Này. Mày. Hai anh. Ôi, thật kia. Đi ra. Mèo anh chơi thế. Vỗ tay. Áo cam này. Ôi rồi. Còn thanh niên nào không? Mèo thấy ai cả. Đây, Kẹo sẽ chạy qua đây xíu nhá. Đâu rồi? Câu đâu rồi? À đây, lại là cái thằng đầu bí ngô đi à? Ôi, được luôn, 5 kill nào. Đó, lên kill thứ 6 nào. Yeah, và trong chế độ phi đao thì ok, cũng nói lại cho anh em nghe. Đấy là khi mà các bạn thực hiện được là 20 kill. Đó, người đầu tiên được 20 kill trong trận đấu thì anh em sẽ được Buya top 1 nhá. Cố gắng. Fighting. Ôi, xa quá, hơi xa. Hơi xa thế chúng ta phải đến. Ui ạ. Được luôn, ui rồi hưng hai cạ, ui rồi lên điểm liên tục. Bao nhiêu kill rồi, nữa này, rồi đam 9999 nhìn sướng vãi ra anh em. Ui, cái mẹ thằng nào vừa ném tao, bố sợ chúng mày quá cơ. Ui, lại là áo cam, ui rồi áo cam ngày hôm nay lên bảng điểm số hơi bị nhiều luôn, thật sự là. Ui, các bạn là bạn áo cam này, bạn ấy ngu ngang ngu ngợ, nên là chúng ta dễ bắt nạt thôi, cáu cái gì. Cái thằng đầu quả dứa. Ui rồi cởi trần à. này. Ui ôi thằng kia. Ơi áo cam. Ơ đừng. Ớt đứng. Sao lại đối xử với cái mẹ nó phi đao giết mẹ mình luôn. À được. Được nhá. Này. Chúng mày liệu hồ nhá. Hôm nay anh xe ôm mà tuyên bố là 6789 săn bằng tất cả rồi nhá. Này. Ui chạy à. Nó chạy mẹ ơi. Áo vàng này, áo vàng, áo xanh chứng kiến cho anh. Thằng này. Này yeah. Được. Nào. Được thật sự anh em ơi. Yeah, 16 kill rồi. Bốn mạng nữa. Ui giời ơi. Ơ nhưng mà hình như thằng nào vừa cái mạng của mình đúng không? Cái méo gì thế này? Cáu với đi kìa. Này, đâu? Có phải mày vừa nhầm tao đúng không? Ui giời. cái méo gì đấy, chưa kịp ném. Này. Bố mày mà sợ chúng mày đấy à? Bố mày lại sợ tao đấy. Nhầm. Nói chuyện linh tinh quá anh em ạ. Hôm nay thứ mấy ơi? Hình như là chắc chắn là thứ 6 rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn nha. Và nếu như các bạn thấy video của Kẹo Hai, đừng quên là nhấn nút like và chia sẻ cho video nhé. Buya. Yeah. Người đầu tiên giành 20 kill trong trận đấu này. Có vẻ như là chơi cái này thì nó đơn giản quá không ạ.
Thế nên là có khi là chúng ta sẽ làm thêm game nữa nhá. Anh em, sẵn sàng chưa? Yeah. Và đến với game tiếp theo đây. Chúng ta đang ở cái khu vực nào đấy nhỉ? Đại quan sát nhờ. Lâu lắm mới không chơi hôm nay. Kiểu bị quên ấy. Lú lắm rồi anh em. Đây. Hôm nay tôi chính thức mở quả nhạc sôi động để chúng ta quẩy cho nó sung. Anh em nào cần xin link nhạc thì comment nhá. Xin kẹo gửi link cho. Đây. Yeah. Sẵn sàng rồi. Đang nạp đạn. Nạp dao mới đúng anh em. Yeah, thì khi mà khởi động trận đấu thì anh em sẽ có 5 con dao nhá. Ê, không có ai à? Vắng đấy. Vắng đấy. Mèo thấy ai cả? Mèo biết kiểu gì mà chơi không? À, ui rồi. Ui, bẹo một thằng miền hông này em. Cái méo gì đấy? Okay. Vừa ăn được mạng đầu tiên. Này. Bố mày cáu rồi đấy nhá. Chúng mày đừng để bố mày cáu. Chúng nó mới để xí kẹo cáu ấy thôi. Xí kẹo đã băm rằm từng nửa. Ui. Đấy, mày này. Con ném đam thế mà không chết à? Ôi, vậy, hỏng rồi, hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Này, tao không đùa đâu nhá. Yeah. Cáu với mình. Được rồi. Đây, anh em tao nhá, bây giờ tôi thể hiện cho anh em xem chỉ một lần duy nhất nhá. Chỉ một lần duy nhất này. Vỗ tay. Được. Thì kịp. Phi mèo chúng phải đạo ấy không? Vừa ăn được kill. À, thì ra cái thằng trên kia. Từ. Tí nữa tôi sẽ xử nó. Ngáo ít thôi em ơi. 4 kill. Ui, cái thằng top 1 bây giờ nó được 10 kill rồi. Thôi xong, bỏ mẹ rồi. Tầm này nhai top 1 hơi khó đấy. Trận này nhai top 1 hơi khó nhá. Nhưng mà thôi, cố gắng nào anh em. Thật thằng. Kìa. Mình phải phi đao tận 2 lần cơ. Vãi cả game. Mèo hiểu. Yo. Thằng gì kìa? Thằng ở dưới này. Mày này. Tí nữa thì được thêm kill. Ức chế mày đi rồi đấy. Bắt đầu cảm thấy ức chế đấy. Này, mày vừa ném tao đó. Thằng này. Thế méo là nó lại ném được mình được. Vãi cả game. Thằng này. Thế làm sao mà. Úi dồi ôi, lên điểm. Trốn á. Úi. Cái bíp gì thế này. Này. Lại. Thua kêu này chúng ta 7 kêu khác được chưa. Bao nhiêu rồi, 9 kêu rồi. Cố gắng nào. Úi. Yeah. Không sao cả. Vẫn còn cơ hội này. Úi à. Hiện tại thằng dẫn đầu nó đang kêu 12 kêu thì tôi đã được 9 kêu rồi. Cái méo gì thế. Ui, bom rơi đạn lạc kinh vãi. Mấy anh từ. Bom rơi đạn lạc kinh quá. Em sợ. Bom rơi đạn lạc ghê vãi chưa. Dạ, nào. Ui, thằng kia. Mày làm sao này. Nhờ. Dạ, yeah, gặp phải thấy nhờn vãi chưa. Méo hiểu kiểu gì vậy. Bạn. Cáu với đi. Cáu với đi. Này. Đấu hết rồi. Có 10 mạng đúng không? 10 mạng nữa là xong đúng không? Dậy, hai thằng trên này. Ôi, sao các bạn? Phi mẹ vào cái thùng. Ông chó quá. Thôi nghiêm túc nhá. Nghiêm túc này, được chưa? Thật kia, lên mảng đấy, nghiêm túc này. Thôi. Cậu ấy. Nghiêm túc này, nhá. Bây giờ thì kẹo sẽ chơi game một cách nghiêm túc nha anh em. Thấy chưa? Kẹo nghiêm túc thì nó phải khác, anh em hiểu không? Lại mõm rồi. Đây. Không chê không anh em nữa, nghiêm túc nhá. Này, méo hiểu sao mà nó để cho mình rơi trên này. Rơi ở dưới cũng rơi, rơi ở trên kiểu tôi cảm giác cũng dễ đai vậy. Rồi. Được chậm. Nghiêm túc này, bảo rồi cái nghiêm túc thì không nghe. Nghiêm túc này. Được VL luôn. Nào. Nghiêm túc nhá, chuẩn bị nhá. Tôi đang dẫn đầu rồi, 17 kill rồi. Game này buja cho anh em thấy nhá, phải lật kèo thì nó mới là cao thủ. Ui. Cái méo gì thế? Ê, mày đúng không? Mày vừa phi đao tao đấy. Vừa phi đao mình, thằng chị kia. Ơi,
Ôi thôi. Thế này là do các bạn chơi đồ vào nên là các bạn ném khỏe đúng không? Mình có biết chơi đồ là cái gì đâu. Ui. Nào. Ui, lấy kill 20 kill. Yeah, booyah. Yeah. Được VL luôn, anh em ơi. Và anh em ơi, các bạn đừng quên đấy là hãy like và chia sẻ cho video ủng hộ kẹo nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Yo.